Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Thanh Tuấn Medical. Ngày hôm nay thì Ngọc Uyển sẽ tư vấn cho các bạn cách lựa chọn bộ túi chăm sóc hậu môn nhân tạo cho những người mà mới phẫu thuật ạ. Và những cái sản phẩm ngày hôm nay Ngọc Uyển sẽ giới thiệu cho các bạn đó là những cái sản phẩm đến từ hãng Hollister của Mỹ. Sản phẩm của Hollister thì sẽ có hai loại túi hậu môn nhân tạo, đó là dạng túi một mảnh và túi hai mảnh. Túi một mảnh sẽ là dạng túi mà có phần túi và phần đế dán là nó sẽ dính liền nhau. Còn túi hai mảnh thì nó sẽ có cái phần túi và phần đế nó sẽ tách rời nhau và nó sẽ kết dính với nhau bởi cái vòng gắn. Cho nên là khi mà chữ sử dụng thì chúng ta cần phải biết được cái vòng gắn này là có kích thước như thế nào để chúng ta có thể lựa chọn cái phần đế và phần túi cho phù hợp với kích thước. Việc mà lựa chọn túi một mảnh hay túi hai mảnh thì nó sẽ tùy thuộc vào nhu cầu cũng như là sở thích của mỗi người. Tuy nhiên thì hiện tại Ngọc Uyển thấy là đa phần khách hàng họ sẽ thường hay sử dụng túi hai mảnh, bởi vì túi hai mảnh nó sẽ có ưu điểm là như Ngọc Uyển đã nói là cái phần túi và phần đế tách rời nhau, cho nên là khi chúng ta muốn thay sang túi mới thì nếu mà phần đế vẫn còn có cái độ kết dính tốt thì chúng ta chỉ cần tháo túi ra và thay túi mới vào mà không cần phải tháo đế, cho nên là sẽ tránh được cái trường hợp là tháo cái phần đế dán quá nhiều thì sẽ hạn chế được những cái kích ứng ở vùng da xung quanh người mang hậu môn nhân tạo. Tuy nhiên chúng ta cần lưu ý rằng là cái phần đế dán này chúng ta cũng chỉ nên sử dụng tối đa 7 ngày chứ không nên là để quá lâu ạ. Tuy nhiên có một cái số vấn đề mà chúng ta bắt buộc là chúng ta phải biết để có thể là lựa chọn cái phần túi và phần đế cho phù hợp. Đầu tiên là đối với những người mà mới phẫu thuật thì trong 6 đến 8 tuần đầu tiên chúng ta nên sử dụng là túi trong. Túi trong là dạng túi như thế này. Đây là dạng túi trong ạ. Chúng ta sẽ có thể là theo dõi được những cái chuyển biến ở xung quanh vùng hậu môn nhân tạo. Bởi vì trong 6 đến 8 tuần đầu thì cái việc chăm sóc cho hậu môn nhân tạo cần phải được quan sát thường xuyên để biết được có những cái vấn đề gì thì chúng ta có thể xử lý kịp thời. Nên là trong 6 đến 8 tuần đầu tiên chúng ta nên sử dụng túi trong. Sau đó thì tùy theo sở thích hoặc chúng ta có thể là chuyển sang dùng túi đục cũng được ạ. Hay là túi đục, chúng ta sẽ không có nhìn thấy chất thải ở bên trong túi, như vậy nó sẽ có cái tính thẩm mỹ tốt hơn. Đối với những cái trường hợp mới phẫu thuật hậu môn nhân tạo, nếu như quý vị sử dụng mà dạng túi hai mảnh thì chúng ta nên sử dụng túi có đế dán là đế bằng. Đây là đế bằng ha. Còn đây là đế lồi. Chúng ta sẽ thấy là cái phần dán này nè, nó sẽ lồi ra, còn cái phần này thì nó sẽ bằng đi, bằng. Thì đối với những cái trường hợp mà mới phẫu thuật hậu môn nhân tạo thì chúng ta nên sử dụng cái phần đế bằng như vậy. Và những cái trường hợp mà chúng ta sử dụng túi một mảnh nữa, đó là những người mà có cái hậu môn nhân tạo ở ngay cổ chỗ cái thành bụng mà có cái nếp gấp hoặc là độ nhão nhiều thì chúng ta nên dùng là túi một mảnh. Bởi vì túi một mảnh cái phần đế và phần túi nó dính liền nhau, nó không có cái vòng gắn, cho nên là nó sẽ khi mà chúng ta ngồi hay là vận động như thế nào đó thì nó sẽ co gấp được, như vậy thì nó sẽ tránh được cái tình trạng là cái phần đế dán nó bị bung ra. Nên là những cái trường hợp mà thành bụng mà nhão hoặc là có nhiều nếp, khi ngồi có nhiều nếp gấp á, thì chúng ta nên sử dụng đế túi một mảnh như vậy thì cái thời gian sử dụng nó sẽ lâu hơn. Một số trường hợp sau bắt buộc chúng ta nên sử dụng túi hậu môn nhân tạo hai mảnh đế lồi,
Đầu tiên đó là những người có hậu môn nhân tạo bị thụt vào trong, hoặc là hậu môn nhân tạo bị nghiêng, hoặc là cái phần đầu của hậu môn nhân tạo bị bít. Trường hợp nữa đó là người bệnh có cái vùng da xung quanh hậu môn nhân tạo bị lồi lõm, không được bằng phẳng, có vết sẹo, thì chúng ta nên sử dụng cái dạng túi hậu môn nhân tạo hai mảnh có đế lồi như vậy để hạn chế những cái rò rỉ của chất thải từ hậu môn nhân tạo ra vùng da xung quanh hậu môn nhân tạo. Một trường hợp nữa là khi mà chúng ta sử dụng túi hậu môn nhân tạo hai mảnh đế bằng trong một thời gian dài, tuy nhiên chúng ta thấy là hiệu quả của đế sử dụng không được lâu, thì chúng ta có thể là sử dụng thử sang túi hậu môn nhân tạo hai mảnh đế lồi để theo dõi xem. Vừa rồi thì Ngọc Uyển vừa tư vấn cho quý vị và các bạn cách lựa chọn túi hậu môn nhân tạo. Như Ngọc Uyển đã chia sẻ thì tùy theo nhu cầu và sở thích của mỗi người, chúng ta có thể lựa chọn túi một mảnh hoặc là hai mảnh. Tuy nhiên thì quý vị cũng lưu ý những cái vấn đề mà Ngọc Uyển đã chia sẻ để chúng ta có thể lựa chọn cái sản phẩm túi phù hợp cho mình. Hiện tại thì Thanh Tuấn Medical là đơn vị mà cung cấp những cái sản phẩm chăm sóc hậu môn nhân tạo của hãng Hollister đến từ Mỹ, chính hãng. Nên là khi mà quý vị muốn đặt mua sản phẩm thì hãy liên hệ cho Ngọc Uyển qua số hotline là 0908 136 855. Hoặc nếu mà quý vị muốn mua online thì quý vị hãy truy cập vào trang thương mại điện tử shopee.vn và tìm tên shop là hậu môn nhân tạo. Đảm bảo là quý vị sẽ mua được sản phẩm chính hãng do Thanh Tuấn Medical cung cấp. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.